Akasus thì anh em video review Suzuki RSX 150 tháo bỏ xi nhan zin, lắp đặt xi nhan led bit cùng với đèn trợ sáng NL4X với chip led XPL ánh sáng gồm, lắp đặt tại vị trí chân phục trước, hoạt động chức năng on off và công tắc dùng để lắp trên cái ta lái xe ghi đông trần. Đây xem rõ, đây là công tắc dùng để tắt mở đèn trợ sáng, thích hợp dùng cho các xe ghi đông trần không có phần vị trí để lắp đặt các công tắc led và các công tắc khác dùng để tắt mở đèn trợ sáng. Mình sẽ dùng công tắc on off màu đỏ hoặc màu vàng này tắt mở đèn trợ sáng. Và phần xi nhan trước sau, tháo bỏ xi nhan zin, lắp đặt combo bao gồm vòng nhôm CNC màu kết hợp xi nhan led bit. Và ở phần dòng nhôm CNC màu này nó có nhiều màu để bạn chọn lựa, và phần led bit có trắng vàng hoặc là xanh dương vàng. Ở video bạn đang xem sẽ là màu xanh dương vàng. Trên màu xi nhan led bit sẽ có hai mặt trước và sau, mỗi mặt sẽ là một màu khác nhau. Và các bạn xem rõ, đây là phần phía sau, sau khi lắp hoàn thiện phần dòng nhôm CNC màu để bít lỗ xi nhan zin để lại, bên ngoài sẽ là xi nhan led bit này. Và đây là hàng chính hãng nên cái phần cao su khớp nó này rất là dẻo, các bạn thấy rõ. Đây, khi bạn bật xi nhan thì bạn thấy rõ hai phần màu đèn xanh dương và vàng cùng chớm tắt làm tín hiệu xi nhan. Ở đây là ngoài trước, ở góc trái màn hình là phần ngoài sau với màu xanh dương chớp tắt. Tương tự phần xi nhan còn lại, và mình xin nhắc lại ở phần xi nhan led bit này có hai màu để bạn chọn lựa, một là trắng vàng, hai là xanh vàng. Và phần dòng nhôm CNC màu bít lỗ cũng có các nhiều màu để bạn chọn lựa, màu đen, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu bạc. Đây là từ phía sau nhìn tới, kế đến là phần đèn trợ sáng NL4X. Và phần NL4X này cho độ sáng vượt trội hơn hẳn so với những đèn NL4 các bạn đã biết trước đây. Và các bạn xem rõ, đây là hình ảnh về phần đèn trợ sáng NL4X sau khi lắp đặt hoàn thiện lên xe. Và với chip led XPL cho ánh sáng gồm, chip led XML2 sẽ là ánh sáng tỏa. Đây, công tắc dùng để tắt mở đèn trợ sáng, các bạn thấy rõ. Bảy gồm ghế đi. Và đây là đèn trợ sáng NL4X, công tắc phụ dùng để tắt mở đèn trợ sáng. Và công tắc này rất thích hợp trên các xe ghi đông trần, không thể dùng các công tắc phụ loại nhỏ hoặc công tắc led dùng để tắt mở đèn trợ sáng, các bạn nên chọn công tắc này. Và để cảm nhận thực tế độ sáng của đèn NL4X sáng hẳn so với NL4, các bạn nên tới trực tiếp. Ở video mình review cho các bạn vị trí đặt đèn và cách thức đèn hoạt động như thế nào. Và tất cả đèn trợ sáng khi lắp đặt tại shop đều sử dụng các bạn đầy đủ mạch điện GLE và dắt nối với đèn với mạch điện
Các bạn không có nhu cầu sử dụng đèn trợ sáng, các bạn chỉ việc tháo đèn và rút dắt. Lúc này mạch điện vẫn nằm trên xe và không ảnh hưởng đến các thiết bị điện khác của xe. Các bạn có nhu cầu sử dụng đèn trợ sáng, các bạn chỉ việc lắp đèn và các bạn ghim dắt. Lúc đó đèn trợ sáng sử dụng bình thường. Và việc sử dụng mạch điện relay giúp bảo vệ công tắc on off của các bạn được sử dụng lâu dài hơn, kéo dài tuổi thọ công tắc và giúp đèn hoạt động sáng tốt hơn, truyền tải điện trực tiếp các quy lên đèn. Rồi các bạn xem là toàn diện phần nhanh trước với vòng led, xin lỗi, với vòng nhôm CNC màu xanh dương kết hợp xi nhan led bilipid thay thế cho phần xi nhan zin của xe. Sản phẩm được thực hiện bởi AK Shop.